Sao mày không bán luôn cái xe máy kia đi, lấy tiền để mua kẹo? Mày gọi tao sang đây không cho tao ăn gì à? Con ở nhà nhá. Dạ vâng bố. Ở nhà trông nhà nhá. Vâng. Thế bố đi đâu đấy? Bố đi ra chợ một tí. Đừng có mà đi đâu chơi nhá. Vâng ạ. Nhà mất cái gì là về bố đánh mông ấy. Alo, Khoai à? Ừ, tao đây. Mới sang nhà tao chơi đi. Thôi, tao không sang nhà mày chơi đâu. Nhà mày chán lắm. Chẳng có gì ăn, chẳng có gì chơi. Mày sang đi, tao khắc cho mày cái này. Đây. Thế bố mày đi đâu ấy? Bố tao đi chợ rồi. Mày ngồi xuống đây chơi cùng tao. Tao đang ở trận game. Thế mày gọi tao ra đây để xem mày chơi game à? Thôi ở đây chán lắm, tao đi về đây. Tưởng có gì ăn. À mày ra đây tao bảo này. Cái gì? Có gì ăn không mà bảo tao đây? Thì mày cứ ra đây. Mày ở đây chờ tao, để tao vào nhà xem bố tao để tiền ở trong nhà không. Để tao lấy tiền đi mua kẹo nhá. Ừ, nói thế con nghe được. Thế mày đi đi. Ờ, chờ tao nha. Ờ. Chán thế, sao bố lại không để tiền ở đây nhở? Khoai ơi, bố tao không để tiền ở nhà đâu. Chán thế, không có tiền tao đi về nhá. Nhà không có gì bán đâu cô ơi. Bố cháu bảo là không cho người lạ vào nhà. Cô đi về đi. À thế à? Thế nhà không có gì bán thật hả cháu? Cô đi về nhá. Sao mày không bán luôn cái xe máy kia đi, lấy tiền để mua kẹo? Mày gọi tao sang đây không cho tao ăn gì à? Mày bị điên à? Mày đi bảo tao bán cái xe của bố tao, chứ đâu bố tao về bố tao sẽ cho tao ăn roi à? Mày không nói tao không nói thì làm sao bố mày biết? Cứ bảo là thằng trộm nó trộm xe đi. Ừ, được đấy. Chắc là tao chỉ bán một cái bánh thôi. Bán được một cái bánh là đủ mình ăn rồi. Thế để tao đi gọi bà sư phụ nhá. Cô ơi, cô ơi, cô ơi. Gì đây cháu? Cô vào đây, cháu có cái này bán. Đâu đâu? Đi. Đây, 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 mày nói chuyện với cô đi. Cô ơi, đây cháu bảo này. Ừ. Cháu muốn bán cái bánh đằng trước này ạ. À. Sao cháu không bán cả cái xe đi? Bán được cái bánh làm gì? Xe này của bố cháu ấy, cháu bán cả xe thì bố cháu chỉ cho. Ừ, cô xem nào. Thế hai thằng tháo ra cho cô đi. Thế đấy, cái xe này bao nhiêu tiền? À, cái bánh này bao nhiêu tiền ạ? À? Mỗi cái bánh thì cô giả cháu 50.000 thôi. Thế tháo ra cho cô nhé. Vâng ạ. Mày vặn ngược lại chứ? Đúng rồi. Kiểu gì mình mang đi bán cũng được 500.000. Cô xin nhá. Nhưng mà kẹo đi. Đi. Nhưng mà xe mày dựng thế này bố mày có chửi không ấy? Ừ, bảo là mình không biết. Trộm nó từ trộm thôi. Ờ, thế đi 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 đi. Đấy, không có tao làm gì có kẹo ăn. Mày giỏi thật đấy. Thế mà tao không nghĩ ra. Lần sau bà đi vào đây tao bán nốt cái bánh sau. Bán nhớ gọi tao nha. Ừ. Quan bánh nha. Nhanh.
Ăn đi. Về rồi, làm thế nào bây giờ? Cứ ăn đi, bố tao không biết gì đâu mà. Nhưng mà mày đừng nói nhá. Điên à? Tao nói với bố mày làm gì? À, quay ra chơi à? Ơ, mà con với Khoai lấy tiền đâu ra mà mua kẹo nhiều thế này? Đây là tiền của Sắn à, ba ơi. Mày điên à? Dạ, không phải đâu bố ơi. Đây là tiền của Khoai, nó mang sang đây, nó mua kẹo, nó chia con đây. À, tiền của cháu Khoai à? Dạ, vâng ba. Ờ, đấy, Khoai có tiền là mua kẹo chia cho con ăn. Hôm nào con có tiền, con cũng phải mua kẹo chia cho bạn Khoai ăn nhá. Cảm ơn ạ. Ờ, thôi hai con cứ ăn đi. Vâng. Sắn ơi! Sắn! Sắn đi bố hỏi cho tao. Khoai, bố tao biết rồi, làm sao bây giờ? Tao không biết gì đâu. À, nay mày bảo cái gì trộm trộm ấy. Mày không biết bảo với bố mày là thằng trộm lấy à? Đây là chưa? Sao cái bánh xe của bố đi đâu lại như thế này? Sao xe lại ngã thế này hả? Dạ, mấy có trộm, nó trộm bánh xe đi rồi bố ạ. À. Không phải có trộm không? Bố ạ. À. Hay là chúng mày lấy cái bánh này mang đi đâu bán à? Hả? Ra đây tao hỏi. Ra đây. Cái đống bim bim này có phải là tiền của cháu mang ở nhà sang không? Bố ạ. À. Cháu mà nói dối bác á, bây giờ bác sẽ sang tận nhà cháu khỏi bố cháu đấy. Cháu nói thật với bác đi. Có phải tiền cháu không? Không ạ. Thế là tiền của ai? Tiền của ông Sắn ạ. Đấy. Thế là thằng Sắn, mày lấy tiền đâu ra đi mua hết cái đống kẹo này mà trong khi cái bánh xe của bố lại mất đi một cái bánh đằng trước là thế nào? Hả? Mày nói thật cho bố ngay, không phải bố cho mày nô đòn bây giờ. Dạ. Là như thế nào? Đứng dậy nói. Làm sao? Thằng Khoai đó. Là như nào? Câu chuyện là như thế nào? Sao cái bánh xe lại như thế kia? Dạ, lúc mà bố đi ấy, con có gọi bạn Khoa đây chơi, xong bạn Khoa bảo không có gì ăn. Xong bạn đấy bảo đi về, xong rồi bạn đấy đi gọi cô Đồng Nát về bán cái bánh xe đằng trước của bố ạ. Thế là tại thằng Khoai bán bánh à? Hay là thế nào Khoai? Cả hai thằng không phải mỗi mình cháu đâu. À, thế là chắc là chủ mưu là thằng Sắn này, con của bác đúng không? Vâng ạ. Mày láo lắm. Mày biết cái xe kia của bố mày mua hết bao nhiêu tiền đâu? Mua hết 19 triệu, bây giờ mày bán cái bánh xe kia. Chúng mày bán cái bánh xe kia bao nhiêu tiền? 50 ạ. 50.000 à? 50.000, mày biết cái bánh đấy bao nhiêu tiền không? Dạ. Bây giờ để đi mua cái bánh đấy phải mất tầm 5 triệu đấy. Mày đi bán cho ai, mày đi lấy ngay về cho bố mày. Không là tao đuổi mày ra khỏi nhà luôn. Đi lấy, đi gọi cái bà nào mua cái bánh của chúng mày mang về đây. Không là tao không để hai thằng chúng mày yên đâu. Khoai tí tao phải gặp bố mày. Tao nói chuyện bố mày, cho bố mày cho mày nõ đòn. Hai thằng chú mày đi gọi ngay cái bà Đồng Nát về đây. Đây đây. Vớ vẩn. 50.000 cái bánh xe của tao, chúng mày quậy hào. Thảo nào nhiều bim bim đồ ăn thế. Còn mất dạy. Đi chợ có tí đâu mà ở nhà làm loạn hết cả nhà. Ôi. À, đâu? Có Đồng Nát đâu? Bảo trẻ con mà ăn cho tôi cái bánh xe rồi sao bây giờ lại mang lại qua để nó cái gì? Tôi nói cô biết nhá, đây là con của tôi. Bây giờ nó cháu nó cứ được có 8 tuổi thôi. Mà cô vào đây cô đi gạ trẻ con mua mấy cái đồ bánh xe của nhà tôi thế này là tôi còn chưa tí, tôi còn phải lôi cô lên xã để làm việc đấy. Tôi chả gạ gì cả, tôi vào đây hỏi thì các cháu bảo là bán cho tôi thôi. Tôi có phải mất công cái gì đâu mà bảo tôi đi lại lại mấy vòng để làm gì? Cô vào nhà tôi á, không có người lớn ở nhà, cô không được phép giao dịch, không được phép mua bán bất cứ cái gì ở nhà tôi. Nếu mà cô mua bán qua con tôi là cô đã sai lắm rồi. Thế bọn nó bảo là hỏng rồi, bảo là bố bảo là bán thì bán thôi.
bọn này nó trẻ con đâu biết gì đâu. Nó nói thế nào cô cũng nghe theo nó à? Thì ai mà biết được? Cái xe này là tôi mua, tôi là chủ sở hữu của cái xe này đấy. Cô mua có phải xe của nó đâu mà nó được phép bán. Thế nó bảo thì tôi có biết gì đâu. Như thế này là cô mua bán trái cái quy định của pháp luật rồi. Cô còn gân cổ nữa là tôi có lôi cô đi xã đấy. Bây giờ cô có muốn đi xã không? Đi gặp chủ tịch xã để nói chuyện nhá. Thế bây giờ trả lại tiền của tôi đi. Tôi về đi, tôi mất công quá rồi. Cô chắc là định mang cái bánh xe nhà tôi mang đi bán để lấy chắc là lãi to lắm đấy nhỉ. Lãi to gì? Cái bánh xe này cô hết rồi. Bán được có mấy chục nghìn à? 50.000 à con? Thế mày bán 50.000 đúng không? Vớ vẩn, tiền tôi thiếu cái gì đâu mà bán có 50.000 cái bánh. Trả tiền công đi lại cho con á. Tôi bầu tay này đi mấy vòng rồi, mệt quá rồi. Trả 20 đây. Đây, cho 20.000 tiền đi lại. Lần sau đừng có mà bước chân vào nhà tôi nhá. Được rồi. Vớ vẩn, người lớn không ở nhà vào đây mua bán vớ vẩn. Lần sau là tôi gặp cô bước chân vào nhà tôi lấy gậy tôi ném ra khỏi nhà luôn á. Anh phải dạy con cái cho nó thông minh tử tế vào chứ nó mới không bán đi. Cô là người lớn, cô không được phép đi mua bán qua trẻ con. Vớ vẩn, sắt vụn, vớ vẩn. Chúng mày, lần sau bố bảo nhá, đừng có mà đi mua bán cái gì ở quanh nhà mình nhá. Về đây xem. Tao đi có tí, cứ mày làm loạn hết cả nhà tao đấy nè. Thằng Khoai lần sau đến, đừng có mà gạ con trai của chú mua đồ linh tinh nhá. Có thì ăn, không có thì thôi. Không có thì phải xin bác đàng hoàng. Tiền bác thì nhiều chứ mày không chịu mở mồm ra xin. Cái này là rất là xấu tính. Sau này chúng mày lớn lên chúng mày không thành người được. Suốt ngày tính đi trộm cắp đồ người ta thế này là hỏng đấy. Đi vào nhà đi. Còn là Khoai đi về đi. Lần sau đến đừng có mà như thế này với con bác nhá.